Kính thưa quý con cái Chúa, trước hết tôi gửi lời chào thăm thân ái và chúc sức khỏe đến cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em khắp nơi đã cùng đồng hành với Hội Thánh Truyền Giáo và với Chúa Giêsu trong nhiều năm nay. Dầu sức lực ngày càng yếu đi theo thời gian, nhưng tinh thần chúng ta vẫn không suy yếu chút nào, nhưng ngày càng mạnh mẽ hơn. Như lời bài hát Chúa Vẫn Đưa Tôi mà chúng ta đã nghe ca ngợi Chúa trong thời gian vừa qua, ngày càng đi, đức tin lại càng cao. Kết quả của việc bước đi với Ngài hoặc được Ngài đồng hành là như vậy. Ngược lại, chắc chắn không có kết quả tốt như câu chuyện buồn sau đây. Một nhóm bạn trẻ say bí tỉ đi đón một cô gái. Người mẹ cầm tay cô dắt ra tận nơi, vô cùng lo lắng. Khi thấy họ say xỉn mà lái xe, bà nói, cầu xin Chúa đi với con, gìn giữ con. Và cô con gái trả lời, nếu Chúa muốn đi cùng thì phải ngồi trong cốp xe, chứ trong này chật rồi. Vài tiếng sau, truyền hình đưa tin, một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, chiếc xe bị biến dạng đến không thể nhận ra, mang theo tất cả những người trên đó. Ngày hôm nay các vị nguyên thủ quốc gia đi tới đâu? Đều có nhiều người đi bên cạnh. Dầu đi theo trên cương vị gì, làm cận vệ, thư ký, thông dịch, ban tham mưu v.v. Chắc chắn ai nấy đều lấy làm hãnh diện được đồng hành cùng với người mình yêu mến và tôn trọng. Nếu một ngày nào đó tôi nhận được lá thư từ Tòa Bạch Ốc thông báo rằng Tổng thống Donald Trump mời tôi cùng đồng hành trong chuyến công du sắp tới, tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Thậm chí chỉ cần cùng sánh bước với Tổng thống 5 phút thì đó là đã điều tuyệt vời rồi. Được đồng đi với Đức Chúa Trời là khao khát của Cơ Đốc nhân nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Khi biết Đức Chúa Trời là ai, Chúa Giêsu là ai và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình, tôi tin chắc rằng mỗi quý con cái Chúa đều có khao khát được đồng hành với Ngài suốt cả cuộc đời mình. Bởi vì như lời bài hát Bước Với Chúa Yêu Thương, được đi với cha, cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến cha hòa. Để mở rộng ý nghĩa của việc đồng hành với Chúa trong đời sống, qua bài chia sẻ này, tôi mời quý con cái Chúa cùng học những bài học hữu ích cho đời sống tâm linh. Theo tác giả sách Giải Nghĩa Sách Sáng Thế Ký, giải thích từ ngữ đồng đi hoặc đồng hành cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là đi đây đó. Tức là sống, tỏ ra sự thân mật, tương giao với Đức Chúa Trời. Một ý nghĩa khác, đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là sống lẹp đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chúng ta học, đồng hành là bước theo Chúa. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì, cả người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Mát đoạn 1 câu 17 đến câu 18. Giám đốc hoặc ban lãnh đạo các công ty thường khích lệ công nhân rằng, tôi hứa sẽ đồng hành cùng các bạn. Việc gì cần chúng tôi có, việc gì khó có chúng tôi. Điều này có nghĩa là vị giám đốc sẵn sàng cùng nhân viên tham gia các công việc khi cần thiết. Có thể đây chỉ là những lời hứa suông để khích lệ tinh thần nhân viên. Tuy nhiên, ít nhiều cũng cho thấy rằng, vị giám đốc đó là người có lòng nghĩ đến nhân viên của mình. Tất nhiên dầu chưa thấy kết quả ra sao, nhưng các nhân viên sẽ cảm thấy có thiện cảm với giám đốc của mình. Chúng ta cũng khá quen thuộc hình ảnh Tổng thống Donald Trump với khẩu hiệu nổi bật làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chắc chắn một mình Tổng thống không thể làm điều đó. Dễ làm cho ông kiệt sức. Ông gián tiếp kêu gọi mọi người cùng đồng hành, cùng hợp tác làm việc với ông. Điều ông chinh phục được nhiều người tin vào điều đó, bởi vì ông đã chứng minh được những việc làm của ông đã làm trong quá khứ. Hơn nữa, nhìn con người và tư cách của ông, khiến người dân tin tưởng ông là vị Tổng thống Hoa Kỳ tuyệt vời hơn cả nhiều vị Tổng thống tiền nhiệm trong những thập niên qua. Lần đầu tiên Simon và Andre nhìn thấy Chúa Giêsu, lúc đó hai ông có lẽ không hề biết người đang đứng trước mặt là ai. Cùng lắm hai anh em chỉ biết Ngài là người giảng đạo, vì lúc đó Chúa Giêsu chỉ mới khởi đầu chức vụ của mình.
Tuy nhiên, chắc chắn từ mọi cử chỉ, dáng đi, lời nói của Chúa Giêsu đã để lại trong tâm trí hai ông hình ảnh tốt đẹp đầy thiện cảm. Vì vậy khi Chúa Giêsu bảo theo Ngài và sẽ khiến hai ông trở nên tay đánh lưới người, Kinh Thánh chép rằng tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Simon và Andre không hề lưỡng lự, họ cũng không phải hỏi ý kiến và đợi quyết định của cha mẹ và người thân mình. Là ngư phủ chuyên nghiệp, hàng ngày hai ông có thể phải buông lưới để đánh cá, kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng đánh lưới người là điều các ông nghe lần đầu tiên. Thậm chí chưa chắc Simon và Andre hiểu được nghĩa ấy là gì. Nhưng quan trọng là người nói với hai ông về điều đó phải có một sức thu hút mãnh liệt mới có thể khiến hai ông dễ dàng từ bỏ công việc mình đang làm, từ bỏ gia đình để đi theo một người đàn ông xa lạ. Chưa hết, giây phút đầu tiên ấy, hai ông vẫn không nghĩ ra rằng kể từ đây cuộc đời hai ông đã bước sang bước ngoặt mới. Và chặng cuối của cuộc đời là điều thật sự không ai muốn, là tuận đạo vì niềm tin của mình. Đòi hỏi của một người đồng hành với Chúa là phải đặt trọn niềm tin vào nơi Đức Chúa Trời. Biết Ngài là ai và được Đức Chúa Trời yêu mến vì đời sống kính sợ và vân phục Đức Chúa Trời, dầu đôi khi cũng bị vấp ngã. Ba nhân vật được Kinh Thánh đề cập đến rất rõ ràng đã đồng hành với Đức Chúa Trời là ông Hê-nốc, Nô-ê và tiên tri Ê-li. Đặc biệt hơn hết là tiên tri Ê-li được Đức Chúa Trời cất lên trời bởi xe lửa và người lửa. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Có nghĩa là tiên tri Ê-li đang cùng đi với học trò của mình là Ê-li-xê. Kìa có một cái xe lửa và người lửa phân rẽ hai người đó. Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc. Các vui nhì đoạn 2 câu 11. Như vậy hai ông Ê-nốc và Ê-li thoát khỏi sự chết thường tình của con người. Việc này đồng nghĩa là hai ông được đồng đi với Đức Chúa Trời suốt đời. Chúng ta không thể tin theo một giáo chủ, một người lãnh đạo mà bản thân chỉ nghe nói đến, không biết người đó có điều gì đặc biệt để mình đặt sự trông cậy vào. Chính Phi-e-rơ là người đã hiểu Chúa hơn tất cả những người cùng theo Ngài. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng Christ con Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. Nhìn ra Chúa phải là ưu tiên trong đời sống cơ đốc nhân nói riêng và mọi người nói chung. Từ đó sẽ dẫn đến việc đặt đức tin đúng chỗ. Nếu không đức tin nơi người mình đồng hành hàng ngày, thì mọi việc trở nên vô ích. Và không có đức tin thì chẳng hề thế nào ở cho đẹp lòng ý Ngài. Vì kể đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 6. Áp-ram, một nhân vật nổi bật trong Kinh Thánh, được xem là ông tổ của ba tôn giáo lớn là Cơ Đốc giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo. Khi xưa ông không thể trở thành tổ phụ của nhiều dân tộc nếu ông không sẵn sàng bước đi theo tiếng gọi của Chúa. Mặc dù ông không biết nơi ông đến là đâu, điều gì đang đón chờ ông phía trước, nhưng bởi đức tin Abraham đã vâng lời Chúa gọi đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Hê-bơ-rơ đoạn 11 câu 8. Không chỉ có Abraham, nhiều người đã được sứ đồ Phaolô đề cập đến trong thư tín gửi cho người Hê-bơ-rơ như Isaac, Jacob, Joseph, Moses v.v. Đặc điểm chung của nhiều người đó đều chết trong đức tin, dầu chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình. Nhưng ai nấy đều tin chắc rằng về những lời hứa đó, vì đấng họ đặt niềm tin không ai hết hơn hết là Đức Chúa Trời của họ, đấng từng ban phước và lắng nghe lời kêu Ngài của họ trong mọi nghịch cảnh. Ngày hôm nay có thể chúng ta không hiểu rõ chương trình của Đức Chúa Trời thế nào trên đời sống mình. Nhưng cứ kể đức tin yên lặng chờ đợi, một lúc nào đó chúng ta sẽ hiểu như Chúa hiểu rõ chúng ta vậy. Dầu phải uống chén đắng, phải trải qua những gì Ê-tiên, Phao-lô, Phi-e-rơ v.v. đã chịu, chúng ta vẫn tin chắc rằng đó là điều tốt lành nhất mà Chúa Giê-xu dành cho những người đồng hành với Ngài. Thứ nhì, đồng hành là cùng làm theo Chúa. Vậy nếu ta là Chúa là Thầy mà rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Giăng đoạn 13 câu 14. Gê-đê-ôn,
là một người dân Israel vốn nhút nhát. Như Mô-xê khi xưa, Gê-đô-ôn cũng tìm cách thoái thác trách nhiệm Đức Chúa Trời giao phó đứng ra lãnh đạo giải phóng dân tộc Do Thái khỏi sự hà hiếp và xâm lược của dân Maria. Than ôi, hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi nhỏ hơn hết trong nhà tôi. Các quan sát đoạn 6 câu 15. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn chọn lựa ông, vì Ngài nhìn thấy nơi ông là người biết vâng phục. Thông thường, loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. Tam Ân Nhất đoạn 16 câu 7b. Kinh Thánh đã tường thuật câu chuyện này thật chi tiết. Với 300 người được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời, mỗi người lính dùng một cây kèn, một cây đuốc đã cháy ở trong bình không. Đạo quân ít ỏi đó phải chống cự đạo quân của kẻ thù khoảng 135.000 người. Nhưng họ đã chiến thắng và không chết một binh sĩ nào. Thật sự trong trận chiến ấy, 300 người chỉ theo lệnh Gê-đô-ôn, họ đứng yên một chỗ gần trại quân địch. Khi nó thấy người lãnh đạo và những người theo bên cạnh thổi kèn, thì họ thổi kèn theo, và lập tức đập bể bình, khiến các ngọn đuốc được bùng cháy lên. Đồng thời họ hô lên rằng vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đô-ôn, gươm của Đức Giê-hô-va và của Gê-đô-ôn. Thế là bên dưới quân địch hoảng sợ bỏ chạy hoảng loạn, tự giết lẫn nhau mà cứ tưởng đang giết kẻ thù. Các quan sát đoạn 7 câu 5 đến câu 23 và đoạn 8 câu 10. Chắc chắn, chiến thắng mà ông đạt được không phải ông là người lãnh đạo đầy tài năng hoặc quân đội hùng mạnh, nhưng chính ông là người vâng phục làm theo sự hướng dẫn của Chúa. Hay đúng hơn, ông đã đồng hành cùng Đức Chúa Trời và được Ngài vùi giúp. Những nhà lãnh đạo thành công trong Kinh Thánh luôn luôn là người cùng làm theo Chúa, hoặc làm theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mô-xê ban đầu mặc dù với tật nói lắp của mình nên tìm cách thoái thác trách nhiệm Đức Chúa Trời đi gặp Phà-rô, nhưng cuối cùng ông cũng đã vâng lời và làm theo những gì Đức Chúa Trời căn dặn. Mô-xê và A-rôn bèn lập y như lời Đức Chúa Trời phán dặn. Trước Ê-díp-tô ký đoạn 7 câu 6. Người tiếp tục Mô-xê lãnh đạo dân sự đi về miền đất hứa sau này là Giô-suê, cũng đã có đức tin như vậy. Và Giô-suê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán dặn Mô-xê, Giô-suê không bỏ sót gì hết. Giô-suê đoạn 11 câu 15. Khi Chúa Giê-xu sai 12 sứ đồ đi giảng đạo, Ngài đã thẳng thắn nói cho họ biết những khó khăn và bắt bớ họ sẽ đối diện. Vì ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào dưới bầy muôn sói. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Ma-thi-ơ đoạn 10, câu 16 và câu 18. Sau này, Chúa Giê-xu tiếp tục sai 70 môn đồ đi đến trước các thành mà Ngài sẽ đi để giảng đạo. Ai nấy đều vâng phục cách tuyệt đối, hân hoan ra đi và kết quả. Cuối cùng, trước khi thăng thiên, Chúa Giê-xu đã phán cùng môn đồ rằng, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép áp tên cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 câu 20. Từ đó đến nhiều thế kỷ tiếp theo cho đến ngày hôm nay, biết bao người đã noi gương Phao-lô, Ba-na-ba, Phi-e-rơ v.v. tiếp tục đồng hành với Đức Thánh Linh để hoàn thành lời phán dặn của Chúa Giê-xu. Nhờ vậy, Tin Lành tiếp tục được rao truyền và phát triển hầu hết mọi miền trên thế giới. Ngày hôm nay, đồng hành theo Chúa Giê-xu trong đời sống chính là thực hành những gì Chúa Giê-xu đã làm trong thời gian Ngài thi hành chức vụ: ban bánh cho kẻ đói, đến với những người bị xã hội ruồng bỏ, chữa lành cho người bệnh, an ủi những người ngã lòng, lắng nghe những người đang buồn phiền, sẵn lòng tha thứ cho những người biết ăn năn, yêu thương trẻ em, hòa đồng với mọi người, bảo vệ người cô thế, vân vân. Có như thế, việc đồng hành với Chúa mỗi ngày mới có ý nghĩa. Thật đáng được khích lệ khi chúng ta biết rằng ngày hôm nay giữa cuộc sống đầy khó khăn, vẫn có nhiều người sẵn lòng chia sẻ vật thực và đồ dùng cho những người khó khăn trong xã hội. Theo như đặt sang hướng đi số 75, hè 2020 đưa tin,
Một vụ cảm thông đã tổ chức thành công chương trình phát khẩu trang truyền giáo và mì gói tình thương tại Việt Nam. Một vụ cảm thông đã chuyển số tiền dâng hiến là 35.213 đồng 34 sen đến 289 hội thánh và điểm nhóm, giúp được 2.590 gia đình đang thiếu thốn. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo và chai nước mắm. Cảm ơn Chúa, cảm ơn các ân nhân. Nguyện xin Chúa cho công tác này vẫn được tiếp tục các phước hạnh. Thứ ba, đồng hành là giữ mối thông công với Chúa. Đức Chúa Trời là thần tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 9. Khi đề cập đến chữ đồng hành cùng Đức Chúa Trời, tôi liên tưởng ngay đến câu chuyện hai môn đồ về làng Emmaus được tường thuật trong Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 31. Hai môn đồ này từng theo Chúa Giêsu, từng tận mắt thấy Ngài làm phép lạ. Nhưng chỉ cách đó có mấy ngày thôi, họ lại không nhận ra vị thầy yêu kính của mình. Cho tới khi thấy hành động bẻ bánh, tạ ơn và ban bánh quen thuộc của Chúa Giêsu trước đó, bây giờ họ mới bình tĩnh. Lý do thật đơn giản. Trước hết, họ thiếu đức tin. Vì không tin vào những gì Chúa Giêsu đã từng nhiều lần bằng cách này hay cách khác, báo trước rằng sau 3 ngày, Ngài sẽ sống lại từ kẻ chết. Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 24, đoạn 17 câu 23, 20 câu 19 và Giăng đoạn 2 câu 20-21 đã nói ra những điều mà Ngài đã đoán trước như vậy. Nên khi thấy Chúa và trò chuyện cùng Ngài, họ có thể nghĩ rằng người giống người, vì thầy của họ đã chết và được chôn rồi. Thứ hai, giàu mang danh môn đồ của Chúa nhưng thiếu sự thông công mật thiết với Ngài, như nhiều con dân Chúa ngày hôm nay. Dân này lấy môi miếng thờ kính ta, nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 8. Đi bên Chúa mà không nhìn ra Chúa quả là một thiếu sót lớn. Một nhóm người đi chung đường không hẳn gọi là đồng hành. Họ hoàn toàn không có mối quan hệ nào cả. Nếu một trong số đó gặp tai nạn, chưa chắc ai sẽ sẵn lòng ở lại giúp đỡ người bị nạn. Đồng hành đúng nghĩa là có sự quan tâm với nhau. Như lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện, con vì họ mà cầu nguyện, lại Cha Thánh xin gìn giữ họ trong danh Cha. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con. Giăng đoạn 17 câu 9, câu 11 và câu 24. Đồng hành không chỉ có nghĩa cùng đi chung với nhau, còn có nghĩa là giữ mối tương giao mật thiết với nhau nữa. Trong gia đình, nếu cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em với nhau không giữ được mối thông công giao tiếp mật thiết, thì gia đình sẽ không còn niềm vui. Hôn nhân cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ. Hội thánh đầu tiên được phát triển chính nhờ họ giữ được mối thông công với Chúa và với nhau. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Công vụ đoạn 2 câu 46. Giữ sự thông công giữa tín hữu trong hội thánh, với các thành viên trong gia đình, giữa nhân viên và ban lãnh đạo trong công ty rất quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là giữ mối thông công giữa con dân Chúa với Ngài. Bằng cách siêng năng cầu nguyện, đọc kinh thánh, thờ phượng Chúa mỗi ngày, mỗi tuần, Chúa Giêsu dạy rằng, ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Giăng đoạn 15 câu 4 đến câu 6. Chúa Giêsu luôn muốn cơ đốc nhân được kết quả. Nhưng quyết định không đến từ Ngài, mà mỗi người trong chúng ta phải tự quyết định cho chính đời sống mình. Nhờ kể Chúa, chúng ta giữ sự thông công với Chúa và với nhau ngày càng thâm thiết hơn. Một người đàn ông mắc bệnh mất trí nhớ phải đưa vào bệnh viện. Trong những ngày cuối cuộc đời, nhiều người đến thăm ông. Nhưng ông cụ hoàn toàn không nhận ra được bất cứ ai, kể cả người vợ ông. Nhưng có một người bạn khác nhìn ông và hỏi, ông còn nhớ Chúa Giêsu là ai không? Nghe câu hỏi này, ông như bình tĩnh sau một cơn mê dài. Mắt ông rực sáng và chậm rãi nói một cách bình tĩnh, biết chứ. Tôi biết Chúa suốt 40 năm nay.
Chúa là bạn rất thân của tôi. Ông nói xong, chìm vào giấc ngủ. Một giờ sau, ông chuốc hơi thở cuối cùng bình an. Cuối cùng, đồng hành là đồng cam cộng khổ với Chúa. Và có nhiều người đàn bà đứng coi ở đằng xa là người đã đi theo Chúa Giêsu từ xứ Galilee để hầu việc Ngài. Matthew đoạn 27 câu 55. Trong thời gian tôi sống tại trại tị nạn Palawan vào năm 1989, đồng bào trong trại đều tin rằng tin theo đạo Tin Lành sẽ sớm được đi Mỹ, vì đạo Tin Lành là đạo Mỹ. Vì lý do này, không ít người đã kéo cả gia đình đến nhà thờ để theo đạo. Thật sự đồng bào nghĩ như vậy hoàn toàn sai. Tin Chúa Giêsu chắc chắn chúng ta sẽ được phước, như tâm hồn được bình an, lòng cảm thấy vui thỏa vì tội lỗi được tha thứ. Cuộc sống tràn đầy hy vọng vì tin chắc rằng sau khi qua đời, linh hồn sẽ được về sống với Ngài trên thiên đàng. Hoặc Chúa sẽ giải cứu trong những lúc nguy khó, vân vân. Nhưng không ai dám chắc thử thách sẽ không đến. Bằng chứng rằng là tôi là người theo đạo gốc từ thời ông bà nội, ông bà ngoại, nhưng vẫn bị kẹt lại trại hơn 16 năm mới được định cư Hoa Kỳ. Trong khi bạn bè nhiều người không theo đạo, chỉ ở trại có hơn 2 năm là đi Úc, đi Hoa Kỳ và Canada, vân vân. Có điều, tôi biết Chúa muốn gì nơi tôi. Và tôi biết rằng tại sao tôi mới bị kẹt ở trại lâu như vậy. Chúa có chương trình. Khi nhân viên trong phái đoàn Hoa Kỳ đến phỏng vấn tôi, vừa nhìn vào hồ sơ tôi, ông ngạc nhiên hỏi rằng, sao lý lịch như vậy mà không được đi? Phải ở lâu như vậy? Tôi mỉm cười trả lời ngắn gọn, thì Chúa. Chúa Giêsu đã từng phán rằng, nếu ai muốn theo ta phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Mác đoạn 8 câu 34. Ngài cũng từng cho biết rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Matthew đoạn 8 câu 20. Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu muốn thông báo cho những môn đồ theo Ngài phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn là may mắn. Hơn nữa, Ngài muốn bất kể ai trước khi quyết định theo Ngài phải xác định tư tưởng rõ ràng, chứ không bị bất cứ lợi lộc hay cảm xúc nhất thời nào. Thật sự lúc bây giờ không hẳn mọi người hiểu điều này. Ít nhất là hai con trai của Sê-ba-đê, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Hai người thưa rằng, chúng tôi uống được. Matthew đoạn 20 câu 22. Trong gia đình, cha mẹ và con cái không thể tách rời nhau. Một gia đình thành công và vững mạnh luôn biết liên kết với nhau để tạo sức mạnh. Nếu cha cày ruộng, thì mẹ cấy mạ, anh bơm nước, em làm cỏ. Đó chính là đồng cam cộng khổ. Ngày hôm nay có nhiều tín hữu Tin Lành sẵn sàng uống chén đắng thử thách vì tin hay Chúa Giêsu. Họ là những tín hữu tại Trung Quốc, đồng bào dân tộc tại các vùng cao nguyên Việt Nam, tại các nước Hồi giáo v.v. Khi thấy Chúa Giêsu, hầu như không môn đồ nào nghĩ tới ngày Chúa Giêsu bị bắt. Nhất là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng, hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Matthew đoạn 16 câu 52. Chính vì lý do này, ba môn đồ thân tín nhất của Ngài là Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ không hề quan tâm đến tâm trạng của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane. Có lẽ họ nghĩ ngày nào cũng như ngày ấy, rồi ngày mai họ sẽ cùng Chúa Giêsu tiếp tục đi giảng đạo. Trong khi đó, trong giây phút đối diện trước những đau thương sẽ phải chịu, Chúa Giêsu cảm thấy cô đơn. Nếu ai từng nằm trong bối cảnh tương tự, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy đau khổ. Chính những giây phút như vậy, ai nấy rất còn những người bạn ở bên cạnh để cảm thông, chia sẻ, dầu rằng là chỉ những lời an ủi rất bình thường. Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Ngài bèn phán, linh hồn ta buồn bực cho đến chết, các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta. Matthew đoạn 26 câu 38. Đây không chỉ là lời phán bình thường, nhưng tha thiết. Dường như van nài, biết rằng không có ai quan tâm để có thể cùng buồn, cùng khóc với Ngài. Rồi Ngài đi đến với môn đồ mà phán rằng, bây giờ các ngươi ngủ và nghỉ ngơi ư. Trên đoạn đường dài lên đồi Gô-gô-tha, nỗi đau đớn mà Chúa Giêsu phải chịu đã được vơi bớt khi có Si-môn thành Si-ren bác thập tự giá cho Ngài.
Chúa Giêsu được an ủi khi Ngài thấy xung quanh có mẹ trần thế của mình, có môn đồ mà mình yêu mến bên cạnh. Và có nhiều người đàn bà đứng qua đằng xa là người đã đi theo Đức Chúa Giêsu từ xứ Ghi-lê để hầu việc Ngài. Có một câu nói tôi được đọc trên Facebook mà tôi rất thích. Người đứng trên đỉnh núi cùng bạn là ai không quan trọng. Quan trọng là ai là người đưa tay giữ bạn lại khi bạn rơi xuống vực. Người chỉ ở cạnh bạn khi thành công không quan trọng. Quan trọng ai là người không bỏ mặc bạn khi khốn khó. Bao nhiêu thế kỷ qua đến ngày hôm nay, nhiều người đã sẵn lòng hy sinh mạng sống vì rao giảng tin lành, bởi vì họ muốn đi là con đường mà ngày xưa Chúa Giêsu đã đi. Đây là cách thể hiện tình yêu của mình với Chúa. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Dầu không có ơn hoặc điều kiện đi đi đó giảng tin lành, nhưng chúng ta có thể đồng cam cộng khổ với các giáo sĩ bằng cách cầu thay cho công tác truyền giáo của các giáo sĩ, dâng hiến rời rộng cho các chương trình truyền giáo v.v. Gần nhất ở bên cạnh chúng ta, không ai khác hơn là mục sư quản nhiệm, cũng còn sự quan tâm và khích lệ của tín hữu. Chúng ta hãy làm hết sức tất cả những gì mình có thể, để mục sư thêm tinh thần, hầu làm tròn được công tác Chúa tin cậy giao phó, đó là rao giảng tin lành, cứu rỗi cho mọi người. Thưa quý con kể Chúa, hơn 35 năm về trước, từ Tuy Hòa tôi lặn lội lên tận Đơn Dương để đi đải vàng, hầu mong được có ngày đổi đời. Tới một vùng đất lạ, vào rừng sâu, chắc chắn tôi không thể đi một mình, nhưng phải đi theo những người bạn mình tin cậy, hết lòng yêu thương mình, sẵn sàng giúp đỡ khi mình cần được giúp đỡ. Nhưng trên hết, họ là những người cục ý tưởng và biết đường. Nếu không thì có khác chi người mù dẫn kế mù, dầu có đi theo hàng trăm người cũng vô ích, thậm chí hậu quả sẽ là chết đói trong rừng. Cũng vậy, trên thế giới ngày hôm nay, về mặt tâm linh, con người có quá nhiều lựa chọn cho mình một hướng đi. Hồi giáo thì có Mahomet, Phật giáo có Phật Thích Ca, Phật giáo Hòa Hảo thì có Huỳnh Phú Sổ, Vô Vi thì có Lão Tử, Cơ Đốc giáo có Chúa Giêsu v.v. Nhiều người không chỉ đang đứng ngay ngã ba đường, nhưng đang đứng ngay ngã năm đường. Mọi người có lựa chọn cho mình hướng đi là đúng. Các giáo chủ trên thế giới ai nấy cũng dạy mọi người ăn ngay, ở lành, sống hòa bình, quên thù hận v.v. Hơn nữa, Phật giáo đã thấm nhuần trong tư tưởng người dân Việt hàng bao nhiêu thế kỷ dài, nên thay đổi là một điều khó. Gia đình vợ tôi là những người Phật tử thuần thành. Khi vợ tôi tin Chúa, rồi làm chứng tin lành cho các em mình tin Chúa. Câu đầu tiên mà tôi nghe một trong những đứa em gái của vợ là: biết vậy em đã tin Chúa lâu rồi. Đây không phải là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ những tân tín hữu tin lành. Thật lòng mà nói rằng, câu nói này tôi từng nghe nhiều lần ở khắp nơi trên môi miệng của những người mới tin Chúa. Khi chọn đồng hành với Chúa Giêsu, chúng ta đã có một quyết định khôn ngoan nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì như lời bài hát, bên tôi là Chúa Giêsu, một người bạn đường thân mật, một bạn đường yêu dấu ở luôn bên cạnh tôi, sẽ chia ba buồn vui. Một người đầy lòng nhân từ, tràn đầy lòng thương xót, ở luôn bên cạnh tôi chính là Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi là Chúa Giêsu. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Giêsu. Quả thật, bạn thân của tôi, bạn thân của quý ông bà anh chị em, quý con cái Chúa chính là Chúa vui Giêsu. Lo lắng cho chúng ta trọn đời, Ngài đẹp xinh, vui tươi thay, quán quân cho muôn người. Chỉ chọn đồng hành cùng Chúa Giêsu chưa đủ, chúng ta còn noi gương Giô-suê làm theo phàm điều gì Đức Giê-hô-va phán rằng. Giô-suê không bỏ sót gì hết. Hơn nữa, nắm chặt lời hứa của Chúa Giêsu, chúng ta phải tin chắc rằng một khi đồng hành theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ làm được việc Ngài làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì nay Ngài đã về nhà Cha. Giăng đoạn 14 câu 12. Và cuối cùng tôi có thể mạnh mẽ nói rằng Ngài là Chúa tôi, trừ ra Ngài tôi không có phước gì hết. Thi Thiên đoạn 16 câu 2. Nếu hôm nay có những thân hữu, thân tín hữu hoặc là người đầu tiên nhóm tạo thánh truyền giáo, và tôi muốn nói thêm rằng bao năm tháng qua quý ông bà anh chị em hầu như đã sống cô đơn trong cuộc đời,
dầu bên mình vẫn có nhiều người thân và bạn hữu. Chỉ một lẽ, quý vị chưa tìm ra được người đồng hành yêu thương mình thật sự. Cha mẹ rồi cũng có ngày bỏ quý vị mà đi. Con cái lớn lên rồi, có gia đình cũng bỏ quý vị mà đi. Tình nghĩa vợ chồng đôi khi cũng phai nhạt theo năm tháng. Hạnh phúc lắm là cùng sống với nhau để được dự lễ kỷ niệm hôn nhân bạc, hôn nhân vàng, rồi kẻ trước người sau lần lượt ra đi, bỏ người lại với bao buồn phiền và cô đơn. Tuy nhiên có một đấng sẵn sàng đồng hành với chúng ta với bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào quý vị không từ bỏ Ngài, đó là Chúa Giêsu. Khi đồng hành với Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời hạnh phúc như tác giả sách Thi Thiên 92 câu 13 đến câu 14 đã nói rằng: những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Giàu đến tuổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái được thành mậu và xanh tươi. Và Chúa Giê-xu tha thiết kêu gọi mỗi chúng ta: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28-30. Tôi đã nghe lời kêu gọi này từ khi còn tuổi thiếu nhi, đến nay đã gần 60 năm cuộc đời. Trong lúc này tôi chưa một lần cảm thấy hối tiếc, và tôi đồng thanh với tác giả Thi Thiên mà nói rằng, hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Thi Thiên 104 câu 33. Và tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm thấy đấng mà chúng ta đã cùng đồng hành với Ngài bao nhiêu năm nay. Nguyện xin tình yêu thương, sự bình an của Giê-xu ở cùng với quý con cái Chúa luôn mỗi ngày. Thân mến trong Chúa. Amen.